Nhân chuyến công du tại Nhật Bản ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao tình cảm đặc biệt và những đóng góp to lớn mà cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo đã dành cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trên cương vị Thủ tướng và nhiều cương vị khác nhau, cũng như sự gắn bó thân thiết của các thành viên gia đình cựu Thủ tướng Fukuda với Việt Nam. Đồng thời đề nghị cựu Thủ tướng Fukuda tiếp tục ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo sớm thăm lại Việt Nam. Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và cho rằng chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản với khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, tăng cường tình cảm hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân đa dạng, nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thành công lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi trong những năm tới.